chơi nào lỗ một lái. Mến chào quý anh chị và tất cả các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Khám Phá Cùng Dương. Hiện tại thì mình đang có mặt tại xã Hàm Chí, thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người cùng đi khám phá, tìm hiểu phong tục mai táng của người Chăm theo đạo Bà Ni tại xã Hàm Chí, huyện Hàm Thuận Bắc. Thì đây là lần đầu tiên mình quay, chia sẻ và khám phá, tìm hiểu và đồng thời là truyền tải cái video này cho quý anh chị và các bạn, những ai chưa biết, mình cùng theo dõi và tìm hiểu thêm về cái phong tục của người dân Chăm theo đạo Bà Ni ở Hàm Thuận Bắc. Thì trong quá trình mà mình quay video có cái điều gì sai sót thì mong quý chị và các bạn không nghĩ bỏ qua nha. Cái này là các anh các chú là khiêng ra tới ngay nghĩa trang luôn. Đúng rồi. Đây đầu tiên là mình khiêng ra, khiêng là 16 người. Xong ra lát nữa ra tới đó anh sẽ quay được cái cảnh là lát nữa mấy ông thầy trang này sẽ leo lên đó, khiêng ông thầy trang lên. Leo lên ngồi trên đó hả? Ngồi trên đó. Từ đây mình đi bộ ra ngoài đó không bao xa em? Cũng gần thôi anh, khoảng mấy trăm mét. Đây là trang phục truyền thống của người Chăm đây mọi người. Trang phục truyền thống của người Chăm đạo Bà Ni. Đây là ông sư cả. Em dịch luôn ấy. Em dịch giùm anh ấy chứ anh đâu có biết gì. Ấy thôi anh, ấy đồn thôi dân nhiều cái ảnh chứ. Chơi hoa chứ chơi khế, chơi tam, chơi tam. Chơi hoa. Đám cưới là chơi hoa, đám ma là chơi tam. Nói chung vậy là dễ hiểu rồi ha. Như là y là nếu một ca dân anh yêu là hàng, là hòm, nữ ni, nữ ni yêu là tức như là đồ là cái này thiên linh cứu này là nọ của cũng hết và nó tắm nơi cuối cùng ông cụ đâm là xe hoa nằm xe tang ông cụ nằm đi chân xe tang chân xe chân là vua mỗi cái tập là như đây cả
Hà Văn là môn như là hồ dân mới còn ba còn tư đó không ơi từ trăm nhân trăm mai quay nghe clip nghe sợ lắm để không tụt tập quán không do là trời mưa cho nên là mấy anh mấy chú là phải che thêm một tấm bạt. Mấy bữa giờ là thời tiết nắng mà chúng ngày hôm nay là trời lại mưa. Anh này có chiếc nón quá độc đáo luôn. Vì chú này là bên người Chăm là cũng có chức sắc ở trong làng. Cái khu vực này là thuộc xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc. Nó nằm gần với quốc lộ 28 chạy vào. Thì từ đây xuống thành phố Phan Thiết thì cũng khá là gần mọi người. Chưa đầy 20 cây đâu. Tạnh rồi mưa, mưa rồi tạnh. Các cô với các chú trong cái trang phục màu trắng. Đi nhanh quá, cái giọng hoa đi nhanh. Đây là các cô, các chú, các chị hàng xóm láng giềng người ta đi đưa tiễn. Mình cũng theo chân đoàn người tiễn đưa đi ra tới nghĩa trang để tìm hiểu cái phong tục tập quán của bà con và đồng thời là chia sẻ một số cái hình ảnh về phong tục, một cái nét đặc trưng của người Chăm ở đây.
ơi, hấp. Quần áo, tiền, cứ mỗi sáu quần áo là để một tờ tiền ha. Nó dùng dài vậy đó không anh? Váo nè. Đây là những người có chức sắc của làng hả chú? Hai chức sắc chùa theo cái chùa trên núi dưới. Ở đây là thôn này có hai chùa, dạ. Hai chùa dưới, dạ. Phần làm đây làm lễ để đưa sang đi đến đêm cháy. Lúc
Hãy
I'm gonna make it.
Thank you.